Từ trung tâm huyện Tràng Định, chúng tôi nghe cái râm ran của mùa quế nơi miền cao biên giới, rồi xuôi theo con đường 3B nối Na Rì Bắc Cạn với Lạng Sơn để tìm về xã Đoàn Kết. Mấy chục cây số trên con đường đang dở tung với xe ủi, máy đào, cộng với một bên vách núi, một bên vực sâu, đã cho chúng tôi một cái hẹn về con đường rộng mở. Con đường đang nâng cấp này chính là nhờ cây quế và thạch đen của một dọc các xã Kim Đồng, Tân Tiến, Đoàn Kết, Khánh Lộc. Đây là các xã của huyện vùng biên, cách biên giới chẳng xa, những bản làng trù phú xen với núi rừng bát ngát. Đất đai nơi này cũng phì nhiêu mà người dân phát triển mạnh nhiều loại cây trồng có giá trị cao, bên cạnh cây lúa mà thạch đen, quế, hồi, quýt là chủ đạo. Con sông uốn quanh các ngọn núi như thể đi gom góp phù sa về bồi cho những mảnh ruộng ven bờ. Những mảnh ruộng ấy người dân trồng cơ mang, nào là thạch đen mà miền Nam gọi là cây sương sáo, loại cây ngày trước gọi là xóa đói giảm nghèo, giờ gọi là cây làm giàu. Ở đây người ta hỏi nhau nhà có nhiều thạch không là đoán được thu nhập tới đâu. Đây là ruộng thạch giống sẽ tách ra phủ kính khắp các núi đồi. Có hai loại, thạch ruộng và thạch nương. Chúng tôi không thể phân biệt được, chỉ biết thạch nương có giá cao hơn và tất cả đều gấp mấy lần cây lúa. Đứng giữa đường 3B một lúc, cơ mang nào là thạch được người dân gánh trên núi xuống. Trưa, nắng hanh hao không chút gió. Chúng tôi nghĩ đến ly thạch đá mát lạnh, ngọt ngào mà thèm. Nhìn các chị các anh gánh thạch xuống mà vui. Bên kia biên giới, giá thạch lên xuống không ổn định, nhưng biệt danh cây làm giàu vẫn đứng vững bao năm nay. Thạch phơi đầy đường, chẳng biết của ai, cũng chẳng ai có ý tà. Chúng tôi đang ở giữa mùa làm giàu. Ông Sòn, người dân tộc Nùng, từ sáng đến giờ chở thạch qua cây cầu này vài chục lượt. Nhà ông có cả thạch nương lẫn thạch ruộng. Bởi từ đây ra thị trấn Tràng Định không quá xa, nên gom lại, cha con tự mang ra bán tận ngọn. Trời dường như cũng thương người dân miền cao biên giới này. Mùa thạch, nắng chang chang, chỉ ba cái nắng là thạch khô đủ mang đi bán. Chứ mà chỉ một trận mưa, rụng lá, thối ngọn, coi như xong một mùa. Sau Tết, chờ mưa phùn xuống, các loại cỏ bắt đầu lên, thì cái thạch cũng đua nhau lên. Khi phủ kính ruộng, thì cỏ cũng chào thua. Cho đến tháng 9, tháng 10, chẳng phân bón gì, cứ thế ra nhổ rồi mang về phơi như thế này. Cả thôn Bắc Đông hè nhau đi nhổ thạch. Người lên núi, kẻ xuống ruộng. Người thì lưa thưa, nhưng thạch cứ ùn lên đầy đường, ngập ngõ. Nhà mình trồng được nhiều thạch đen không chị? 8 sào. Năm nay thì mình tính là thu được khoảng bao nhiêu tiền thạch hả chị? Khoảng 40-50 cái này thôi. Năm nay rẻ lắm. Vâng. Thế về phơi mấy ngày thì bán hả chị? Nếu mà trời nắng thì 3 ngày là được. Vâng. Bán phát lấy tiền luôn. Bây giờ bao nhiêu một cân hả chị? Mới 13.000. Vâng. Bây giờ rẻ lắm. À thế không đắp thì bao nhiêu ạ? Năm ngoái đắp thì được 38. Mùa thạch, những con bò phải nhường chuồng lại để chứa. Vì nếu trời có mưa, bò có thể ướt, còn thạch thì không. Chúng tôi đi tiếp vào sâu con đường 3B. Quả trưa, dòng thạch vẫn từ trên núi đổ xuống. Phi thường bất phú, ai có máu làm ăn, mùa thạch bung vốn gom hàng, đầy kho là tuôn thẳng ra thị trấn. Cứ con đường này vào các xã trong, còn quế
còn quýt. Mấy tháng cuối năm, tất cả đều rộ. Đường 3B được san ủi mở rộng cũng phải. Bên kia không ổn định, mấy ông kia làm sao mà có nhà lầu, mấy ông thu mua thạch làm sao mà có nhà lầu xe hơi làm gì, lại còn có cả tiền đi mua nhà Hà Nội nữa. Ừ. Đất hàng thì ngày xe mà không đất hàng thì ngày một xe, còn nếu mà theo giá cả thị trường thì lên thì lên, nó xuống thì xuống. Là nhà mình thu được nhiều không ạ? Nhiều, anh em có ngày khoảng chục tấn. Chục tấn một ngày? Chục tấn. Ngày cũng hơn. Bởi vì là cái tiền mà nhưng mà tính đi về lại, tính nhá, chưa trừ hết tất cả chi phí ra thì mình lời được khoảng bao nhiêu? Không nói được, bởi vì bây giờ là mình cộng sổ vào thì chẳng hạn là được 2 triệu hoặc 3 triệu, có chuyến không được 5 đến 7 triệu. Nửa ngày đánh giật với đường xá, qua khỏi vùng Thạch Đen. Những rừng quế xanh ngắt cũng bủa vây chúng tôi, trùng trùng. Hai bên đường, nếu ai không biết mình đang ở giữa vùng chuyên canh cây quế, sẽ tưởng người ta phơi củi. Cơ mang nào là củi? Ấy nhưng là củi châu, củi quế, là củi của xóa đói giảm nghèo, củi làm giàu từ mùa của những ai biết sống với rừng. Dưới cái nắng trong vắt, vùng cao không chút dẫn bụi, những mảng vỏ quế này từ từ cuộn lại, ôm vào lòng cái thứ tinh dầu mà ai cầm trong tay cũng phải cắn đáy một miếng. Ngoài đường, quế ngập tràn. Trong nhà, người ta cũng bận rộn với quế, để xe đến là chở đi được ngay. Nếu làm nông, còn phải trông trời, trông đất. Còn trồng quế ở đây, chỉ trong mỗi xe tải ghé ngang, mang đi cho rộng nhà, để còn chứa quế khô ngoài đường. Quế trên rừng thì chuẩn bị đổ xuống. Được mùa, mất giá là cái dòng lẫn quẩn mà nông dân vẫn gặp phải. Nhưng với quế ở đây thì không. Giá cao hoặc thấp, cao thì khai thác nhiều, thấp thì để đấy. Cây quế càng lâu năm, bán càng có giá, giống như người bán chạp phô vậy, có thiêu, móc hay lỗ thời đâu mà lo. Nhà nào cũng chất đầy quế, người lớn trẻ con ai cũng thi nhau lột vỏ quế. Cô bé đây vừa nấu cơm vừa lột quế. Ốc nó càng to càng tốt hả cô? Kể ra lột vỏ quế cũng như lột vỏ khoai mì, nhưng bởi giá trị của quế khá cao nên người ta hăm hở lắm. Riêng quế chỉ sợ không có mà bán. Mỗi lần nói là mình chặt cả cây, chặt cả cây luôn hả cô? Chặt cả cây luôn. Người dân ở đây trồng và thu hoạch quế theo kiểu cuốn chiếu, nghĩa là mỗi nhà có vài khoảnh rừng. Năm nay chặt rừng này xong trồng mới, sang năm chặt rừng kia rồi lại trồng mới. Kiểu khai thác thứ hai, cây quế nào còn nhỏ thì để lại sang năm, chặt cây lớn rồi trồng dặm cây giống. Quế không cần chăm bón, không sâu bệnh, không nước tưới. Bởi ở đây nhà nào cũng có quế nên cũng không có ăn trộm. Mùa quế cũng là mùa củi. Những cánh rừng quế chặt xuống, củi ùn ùn ra thị trấn. Chúng tôi tiếc ở đây không có nhà máy giấy nào, nếu không, chỗ rừng đã giàu còn giàu thêm. Cô ơi, nhà mình quế có nhiều không hả cô? Có nhiều chứ. Bao nhiêu? Hơn vạn, vạn cây thế này. Vạn cây ạ? Ủa? Hơn vạn. Là ở trên núi hả cô? Ở trên đồi ấy. Vâng. Trên đồi đây đằng sau có, đằng sau bên ở bên kia anh có. À, đằng trước cũng có. Quế bây giờ bao nhiêu một cân hả cô? 34.000 cân. Vâng, đấy là giá bình thường đấy ạ. Vâng. Lúc mà giá cao giá là bao nhiêu ạ? Lúc cao điểm năm ngoái ấy thì được 45.000. Vâng. Nào chị thu được hơn 10 tấn. Hơn 10 tấn rồi, nhà mình á. Chúng tôi theo chân cô bé lên núi sau nhà chặt quế. Núi gần hay núi xa gì cũng ngầm ngợp những quế.
địa hình dốc đứng, phủ đầy lá quế trơn trượt. Cô Bé vừa đi vừa phát quang, vừa ngắm xem nên chặt cây nào, vậy mà còn nhanh hơn chúng tôi. Ra đây chơi cô. Cô Bé, cô ấy đang kiểm tra xem cây này có tách vỏ được không thì cô ấy mới chặt. Cái cây này ra đấy. À, như thế vâng, là ra đấy. Như thế, vâng. Thế này là bóc ra. Bóc giống như là bóc vỏ cây khoai mì đấy, cơ sắn đấy cô nhỉ? Vâng. Đi công tác ngang qua những vùng núi rừng, chúng tôi nhìn lên trên những vùng núi và những quả đồi thấy cây cối bị chặt hạ trên đó, ai cũng rất là đau lòng. Thế nhưng mà ở đây tôi rất là vinh dự được chặt rừng nhà cô B, tại vì mỗi một cây quế chặt xuống cô ấy sẽ có một khoản thu nhập khá khá. Cái cây này chặt bây giờ nó sẽ đổ về phía nào rồi cô nhỉ? Phía dưới này. Đổ xuống dưới dưới đấy. À vâng. Có ai chặt quế mà bị đổ vào người không cô? Không. Nó đổ ra đấy. Quế đang đổ. Đây đây. Hoàng hôn đã xuống. Chúng tôi có chặt thêm mấy cây nữa. Nhà cô Bé có hơn 10.000 cây quế đang cho thu. Năm nay lại trồng mới 4.000 cây. Từ đầu năm đến giờ khai thác hơn 10 tấn. Chúng tôi thấy rừng đúng là vàng. Chúng tôi nghĩ chính con người đã mang lại sự giàu có đến cho rừng. Và rừng không phụ con người. Ngàn đời nay, người dân miền biên giới gắn bó với rừng, sinh con đẻ cháu bản làng Trù Phú đã góp sức bảo vệ biên giới lãnh thổ, bảo vệ nơi chôn nhau các rốn quê hương mình. Chúng tôi chưa đi đến ngọn của cây quế vừa mới đổ thì cô ấy đã xuống đến nơi rồi, và quý vị cũng thấy là cô ấy đang chặt những cái cành. Cành quế không vứt đi đâu cả, mang hết về nhà để tách lấy vỏ. Chỉ còn lại lá thì để lại trên rừng, và ở trên rừng này thì thỉnh thoảng khi mà lá dày lên một lớp độ khoảng 20 phân thì người ta sẽ làm một mồi lửa. Và chính những cái tro đấy lại làm tươi tốt thêm đồi quế của chính nhà mình. Bọn cháu thanh niên ở đây để cho bà già thiếng này người ta cười chết. Cô ơi, cái này mà làm ống lượng tăm thì thơm cô nhỉ? Vâng. Thế thì cho cô là cô để cho hai cháu mày lấy một ống về đựng tăm. Cô cháu này à? Vâng. Ôi, cảm ơn cô nha. Món quà của cô Bé hẳn rất có ý nghĩa với chúng tôi, bởi nó thấm đượm hồn đất, hồn người nơi vùng sơn cước này. Cái tăm không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt. Và mỗi khi cầm ống tăm làm bằng cây quế này, chúng tôi lại nhớ đến cô Bé, nhớ đến thung lũng quế Tràng Định, Lạng Sơn.